Nói thiệt với mọi người là sữa rửa mặt đó, các bạn chỉ cần sử dụng sữa rửa mặt bình dân là được rồi. Bởi vì những cái chai sữa rửa mặt giá đắt tiền thì cũng không có cho hiệu quả là mấy đâu. Đó là quan điểm của ai nha mọi người, chứ không phải là quan điểm của tôi đâu. Trước khi mình đến với những cái sản phẩm có giá cao hơn và những cái sản phẩm khác có giá high end, thì bản thân của mình đã là người trải nghiệm những cái sản phẩm có giá bình dân. Bởi vì lúc đó mình không có nhiều tiền và mình là học sinh, sinh viên. Không biết mọi người như thế nào nhưng mà thời điểm đó thì mình vẫn cảm thấy là sản phẩm nó chưa có tốt. Tuy nhiên đó là bởi vì túi tiền nó hạn hẹp nên là mình cũng không có dám mua những sản phẩm giống như là Kiehl's. Một sản phẩm sữa rửa mặt tốt là một sản phẩm mà khi các bạn rửa mặt trên da các bạn sẽ cảm thấy thoải mái, nhẹ nhàng và có làm sạch da. Đặc điểm của hai chai sữa rửa mặt này đó chính là các bạn chỉ cần một lượng rất là nhỏ khi rửa mặt thôi. Nếu như mà tính đến cái thời gian mà các bạn có thể sử dụng hai sản phẩm này thì hai em này có giá bình dân chứ không mắc đâu nha mọi người.